Thưa quý vị, nằm bên trong một con hẻm nhỏ như thế này là một lớp học, mà ở đó tình yêu thương và sự tận tâm dành cho những đứa trẻ luôn rộng mở. Đó là lớp học miễn phí của hai chị em và đồng thời cũng là hai cô giáo đã nghỉ hưu là cô Đào Thị Nhung và Đào Thị Tuyết tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Một chiếc bảng, vài bộ bàn ghế. Lớp học của cô Nhung, cô Tuyết chỉ đơn giản thế này. Thế nhưng suốt mấy năm qua, ở đây đèn vẫn luôn sáng. Lớp học có nhiều lứa tuổi, nhưng có một điểm chung là hoàn cảnh gia đình của các em đều nghèo khó. Vì thế, không chỉ dạy miễn phí, thỉnh thoảng cô Nhung, cô Tuyết còn dành tiền mua sắm sách vở, bút mực và quần áo cho các em, dù lương hưu cũng chẳng được bao nhiêu. Cũng nhờ cô Nhung giúp đỡ cho gia đình tôi là cho hai cháu ăn học, ủng hộ sách vở, áo quần. Có hồi cô cũng cho gạo, cho đồ, cho quà, đồ cho hai cháu ăn. Tôi biết ơn cô Nhung rất nhiều. Con đã học cô Nhung được 5 năm, mà trong quá trình đó thì con cảm thấy sự dạy dỗ cô Nhung rất là tốt, mang lại rất nhiều cho con kiến thức để con học hỏi. Thưa cô Nhung, ngày hôm nay được đến với lớp học nhỏ của cô Nhung và cô Tuyết, thấy được sự tận tâm, yêu thương của cô dành cho các bạn học sinh cũng khiến Quang Tuấn rất là nhiều xúc động và nhớ về một thời đi học của mình. Thưa cô Nhung, Quang Tuấn muốn hỏi là sau mấy chục năm gắn bó với nghề dạy học và khi đã nghỉ hưu thì điều gì khiến cô Nhung và cô Tuyết mở lớp học dạy miễn phí cho các bạn nhỏ? Có lẽ phải nói là xuất phát từ cái tình yêu thương và cái tâm hồn của người nhà giáo. Khi về hưu thì vẫn mong muốn rằng những cái kiến thức ấy mình cần được lan tỏa, và đặc biệt kiến thức ấy nó sẽ mang điều hạnh phúc đến cho những cái mảnh đời mà các em còn gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Vậy với ý nghĩa đó thì cô Nhung và cô Tuyết đã mở lớp học này được bao lâu rồi ạ? Khi mà cô về hưu thì đây là năm thứ năm, bước vào năm thứ năm. Còn trước đó trong quá trình mà còn đi dạy, dạy học tại trường thì cô cũng vẫn làm những cái công việc là giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn ngay trong những cái lớp mình chủ nhiệm. Còn khi về địa phương thì năm thứ năm ấy cô đã bắt đầu từ 2 học sinh và bây giờ lớp học đã có đến 14-15 em ở nhiều lớp học khác nhau. Vậy thì trong những năm qua, những cái khó khăn nào cô Nhung và cô Tuyết gặp phải trong quá trình duy trì lớp học của mình? Có lẽ cái khó khăn đầu tiên đó là các em nhiều trình độ khác nhau, thì bắt buộc bản thân hai chị em cô phải nghiên cứu sách vở, có nghĩa là trao cho các em những kiến thức tốt nhất á, thì mình cũng phải là tiếp tục học, cũng học lại lớp 1, cũng học lại lớp 2. Và đặc biệt là sách cải cách thì nó càng lại khó hơn đối với cô. Nói chung là gia đình cô có gặp những cái biến cố suốt trong cái thời gian mà 5 năm duy trì lớp học của các em, nhiều biến cố lắm. Trong đó thì nó gần đây nhất là má cô cũng phải là chăm sóc bà cho đến khi bà qua đời. Còn chị cô thì bị ung thư vú, có những cái bệnh nan y như vậy. Nhưng mà với cái tình yêu thương đó thì có nghĩa là nó cũng lắng áp đi cái sức khỏe. Còn cô thì rất nhiều công việc xã hội cô còn đang đeo đuổi với những ước mơ hoài bão là còn lại sức lực mình đóng góp cho xã hội, nên nó cũng có nhiều cái khó khăn đối với cô. Nhưng mà cô nghĩ là có thể là cái niềm vui nó sẽ giúp mình, tạo nên cho mình một cái sức mạnh vượt qua. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Vậy thì cái động lực nào đã khiến hai cô vượt qua mọi cái sự trở ngại đó và tiếp tục duy trì lớp học này? Động lực phải nói là lớn nhất đó là cái động lực cho đi. Bởi vì người ta nói cho đi sẽ là còn mãi. Và cho đi cũng là hạnh phúc, cũng là một cái niềm yêu thương mà cô muốn nhắn gửi đến các em, nhắn gửi đến cộng đồng và nhắn gửi đến những người hưu trí như các cô. Bởi vì mình còn ở trên đời này thì mình hãy cho đi. Cho đi bằng những cái việc làm có giá trị không lớn, nhưng mà cái việc cho đi nó luôn luôn sẽ có ý nghĩa tốt đẹp. Thưa quý vị, dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, dẫu mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng với tình yêu thương, cô giáo Dung và cô giáo Tuyết vẫn tận tâm với lớp học của mình. Niềm vui lớn nhất của các cô là được thấy các em học sinh tiến bộ, ham học, biết yêu thương và có ích cho xã hội. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc không gì đo đếm được trong cuộc đời của những người lái đò thầm lặng.